Rồi, em xin chào nhà nha. Casio thì em còn bản ba kim dòng dòng cao của Casio nè, Alvenla nha. À, con này được cái bản quân đội cọc số trò dạ quang ha. Nè. Đây. Đặc biệt là có đèn tự động nha, tối mình lắc tay đèn tự sáng. À. Cái mặt của nó là màu kiểu màu xanh xanh bút chì á, mà khi mà có đèn lên nó là xanh quân đội, rất là hay ha. Nè. À, lắc tay là đèn tự sáng thôi. Thì nó ba kim nhưng mà nó nhiều chức năng nha, báo thức đây nè, lịch vạn niên nè, với lại đèn tự động ha. Toàn thân nó là kiểu titanium nhưng mà nó mạ rơm màu màu xám nha, màu như mấy con Shinko 5 vậy đó. Xám lông chuột màu bùn á, dây khóa nè. Mấy dòng này mới cao tiền nha, anh em nào có mã chút nha, sạch cái ra nè, chỉ khóa zin overla hết. Đây nó có mã nè, cái sạch là Casio nha. Đó. OVW 100 TDC là ra nó thôi. Ừ, lắp ráp linh kiện phụ kiện của Nhật, lắp ráp nhà máy Thái Lan ha, bắt đầu mới xuất ra thị trường nội địa Nhật ha, bắt bốn ốc uy tín ha. Dây khóa. Rồi con này xây thường 39 thôi. 39.4 tính 39 thôi. Cái càng của nó luôn 44 mỏng. 13 ha. Form này tay 16 nè, 16 đổ về đeo chắc. 17 thì cũng được, dây thì dài, dây này chắc 19 được. Lên tay thì cái đèn tự động nha, để nó phải trong tối ha. Nó đèn tự động sẽ nhạy ha. Ừ. Tối á mà phải lắc trong tối, có anh trai mua về lắc ngoài sáng sao không cháy nè, trong tối nó cảm biến đây nè, vô tối cứ đưa lên coi giờ là đèn cháy thôi, đèn sáng thôi. Cọc số học trò bản quân đội ha. Rồi con này em bán nhà giá 950 mã T14, 950k T14. Còn thôi cứ search YouTube cách chỉnh giờ là ra thôi, cái giờ mấy dòng này chỉnh giờ rất là nhiều ha. Rồi con này 950 ha, T14. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.